còn gì đau nhiều thế. Rồi ok, cái này là vấn đề nó là cái sụn của nó. Đó, nó sơ lại, nếu em phải tập, em đạp xe và em bơi. Cái này nó sơ nhiều quá rồi, cái này sơ nhiều quá, cái tai hại lát thuốc nam thuốc lá. Ở trên nó hỏng thì đồng nghĩa việc nó sẽ không cứu được. Cho nên là mình đi mổ sớm đi nhá. Đừng để đến lúc mà nó hỏng nó rồi thì thực ra mà không có gì thay thế nó, đến lúc đấy là lúc ân hận không kịp đâu. Kính chào quý vị và các bạn, tôi tên là Nguyễn Trọng Thủy, bác sĩ chuyên khoa y học thể thao với hơn 10 năm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Phòng khám của chúng tôi chuyên điều trị những chấn thương, bệnh lý về cơ xương khớp cho tất cả mọi người, không dùng thuốc. Đau là từ bao giờ đấy? Em bị 2 tháng rồi. Được 2 tháng rồi à? Cái tư thế hôm mà chấn thương thì như thế nào? Đá bóng thì em tranh bóng đấy, em bị mất trụ cái sao á, quay một cái, em chật một cái thì là em đau. Tức là mất trụ cái này, chân này nó đang trụ dưới đất. Vâng, chắc là như thế em. Anh thấy kêu phát rác vào cái. Thì lúc đấy em có đá thêm không? Không, em đá được nữa. Bao lâu sau thì em đi lại được bình thường? Tuần luôn, tuần. Nhưng bây giờ đã đi lại bình thường. Bây giờ đi bình thường. Em đã làm cái gì cho nó, những gì cho nó rồi? Em cũng uống thuốc, em lại đi đắp thuốc nam. Đắp nhìn thấy tôi thấy rồi. Đây. Thế nhưng mà xong thì ở nhà em nghỉ thuốc nam thì em cũng theo dõi cái kênh của bác đấy. Thì em cũng học theo bác dạy tập phục hồi chức năng thì em cũng học theo. Thì cũng thấy êm êm. Xong em theo dõi bác thì em đi xuống đây để nhờ bác khám em. Bây giờ em thấy thế nào? Quan trọng là bây giờ em thấy thế nào? Bây giờ em không gấp được. Không gấp được lại. Em gấp lại rồi. Em chỉ gấp được đến đây thôi. Đến đây là nó đau ở dưới gầm này rồi. Đau chỗ nào? Em thấy gấp ở chỗ nào? Đau ở trên này với cả đau ở dưới. Dây chảy chỗ trước không nhìn đâu cả. Thế mà dây chảy chỗ trước mà dây chảy chỗ sau vẫn còn căng này. Đau không? Đấy, dây chảy chỗ trước bên này nó còn này, nó cực này. Bên này nó vẫn còn nhưng mà nó lỏng hơn này. Rất bắn phần dây chảy chỗ trước này. Đấy. Đau. Đau. Đau đấy. Đây cũng đau nữa. Đau. Đây cũng đau. Thế này. Đau này. Đau. Đau khẽ. Đau. Phía này đúng không? Đúng rồi. Nhưng có đau đúng không? Đây đau. Nó cứng cái khớp này này. Cứng sơ cứng gân cơ. Đây đau này. Đau. Nó đau nhưng không giữ được à? Đây đau. Đau ở dưới lòng. Đây đâu? Đây đâu? Đâu, như thế thì đâu? Ai là đâu? Đây hả? Đâu thế cơ? Đâu cứng rồi. Nó cứng rồi luôn. Đây đâu? Đâu bình thường. Để khám gối sau tí đau vặn hết, nó đau hết cả lưng. Nằm sấp dưới xem. Đây đâu? Đâu. Dí thì đau. Dí thì đau, bình thường nó không đau mấy rồi. Đầu tiên nói về cái dây chằng chéo trước của em thì bây giờ trên cái phim này của em thì dây chằng chéo trước gần như là nhìn là không rõ cái dây chằng chéo trước của em nó như nào, chỉ thấy nó mờ mờ như này thôi. Thì nghĩ nhiều đến cái việc nó đứt hoàn toàn rồi, mà kể cả đối với những cái tư thế chấn thương của em ấy, thì cũng nghĩ đến vấn đề nó đứt dây chằng chéo trước. Khi mà nhìn vào dây chằng chéo sau này này, mà cái cơ đùi của em nó cũng không phải quá mạnh khỏe quá lớn nữa, mà cái dây chằng chéo sau nó vẫn căng như này. Thì nhiều khi nghĩ có thể là không phải đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, và trên khám lâm sàng thì cũng thấy rằng là dây chằng chéo trước của em nó có bị đứt nhưng nó đứt bán phần thôi, nó bán phần đâu đó là khoảng 30-40% chứ nó không hoàn toàn là bị đứt toàn đoạn nhá. Của em là nó bị cái sụn trên, nó cả cái sụn trên ngoài và sụn trên trong này. Đấy, riêng cái sụn trên trong này của em thì nó cũng đau, đây là những cái nó hỏng thoái hóa thì rất lâu rồi. Đó, như sụn trên trong như sụn trên ngoài đây là bây giờ hiện tại bây giờ đang phù này ở vùng sụn trên ngoài này. Trên lâm sàng thì thấy rằng là cái sụn trên của em nó khá là đau, với một số là cái tép sụn trên là em có đau rồi, là ấn vào nó cũng đau, mà thấy rằng là suốt 2 tháng nay rồi mà em gặp rối nó rất là khó khăn. Thì đấy là nghĩ nhiều đến vấn đề là có cả tổn thương sụn trên rất là rõ ràng của nó, và trên một cái khớp gối mà nó có tổn thương sụn trên và cả dây chằng nó cũng có tổn thương nữa thì đồng nghĩa với việc là gì, là cần phải phẫu thuật. Phải phẫu thuật đúng không? Phẫu thuật mới được à? Đúng rồi, không có cửa khác đâu. Không phẫu thuật thì nó hỏng cái sụn trên nhanh hơn, nhưng mà hỏng sụn trên mới là kinh khủng chứ. Còn dây chằng thì có hỏng thì mình lại thay được dây mới mà. Các bố của mình đã trên đây là cái xương đùi này, dưới đây là mông chày này nhá. Trước đây là xương bánh chè này, đây là sụn trên này, mình thấy không? Và dây chằng chéo trước thì nó ở đây. Làm cái nhiệm vụ là không cho nó cái cẳng chân nó trượt ra ngoài trước quá mức. Thế bây giờ nó biết quá bắn phần nhá, thì có phải nó cứ trượt ra từ vào này không? Thì trên đây dưới bố là cái ông sụn trên ở giữa này ông ăn đủ. cứ mài đi mài lại này thì làm sao mà nó còn đâu đó trụ chêm nữa. Đó là cái vấn đề, và nó sẽ làm cho hỏng cả trụ chêm này, cả trụ khớp dây xanh này nữa rất là nhiều, và đấy là mới là cái phiền nhất. Với em là bị cái sụn, thì em là cái sụn mà mổ thì phẫu thuật cái sụn lại. Phẫu thuật thì cả hai phải làm chắc lại cho cái dây giằng chéo và làm đẹp lại cái trụ chêm. Mà cần thiết xem những cái chỗ trụ chêm nào mà nó bị rách ra mà nó vẫn còn đẹp thì có thể là bác sĩ sẽ khâu nó lại để bảo tồn trụ chêm một cách tối đa. Không phải lo lắng đâu, vì các thầy bây giờ là mổ rất siêu rồi, và cái tiêu chí là bảo tồn trụ chêm một cách tối đa, các thầy sẽ tiết kiệm cái trụ chêm của em một cách tối đa, cho nên em không phải lo lắng đâu. Em có thể là lựa chọn 3 bệnh viện, bệnh viện 118 này, bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Giao này, 3 bệnh viện đấy đều được. Như của em đây, ví dụ như là em để sang năm mới mổ có được không? Ví dụ. Thực ra mà nói thì em để thì cũng được, nhưng mà vấn đề là em để càng dài ấy, thì cái khoảng thời gian đó em vẫn phải đi lại chứ em không ngồi một chỗ đâu, đúng không ạ? Mà khi em đi lại thì nó hỏng trụ chêm nhanh nhiều hơn. Tức là em mổ được càng sớm càng tốt. Em khám lâm sàng đi xem chân em còn dịch nữa. Dịch thì không quan trọng nhiều lắm. Cái dịch nó là hậu quả của cái tổn thương dây chằng và trụ chêm thôi. Đấy là những cái vấn đề mà đa phần anh thấy cái mọi người cứ hay là lo lắng cái việc là dịch với cả dây chằng. Dịch với dây chằng thì thay cái đứt thì thay dây mới thì nó hoàn toàn bình thường, thậm chí chắc hơn dây cũ, nó không sao cả. Hay là dịch thì nó có tổn thương thì nó tràn dịch ra thôi, mình giải quyết được cái vấn đề của nó thì nó hết dịch, không vấn đề gì hết. Quan trọng nhất là vấn đề của em là ở đây là cái trụ chêm này, mình cần phải phẫu thuật sớm để mình bảo vệ cái trụ chêm đấy. Đấy là cái quan trọng nhất. Thế nhưng mà bây giờ là em có phải tập gì để cho nó gặp được? Đương nhiên rồi, em phải tập rồi. Thì mà tập mấy cái bài tập là ở trên mạng, trên cái kênh YouTube của anh ấy. Chứ còn nếu mà em không tập thì càng ngày nó teo đi, đến cái lúc đấy rất là phiền. Bây giờ chân em bé hơn rồi này. Thì đương nhiên, khi em bị dây chằng thì nó teo đi, nó cũng đã teo ít. Nhưng mà bị trụ chêm thì nó teo rất là nhanh. Để càng lâu thì cái cơ nó càng teo lên nếu như em không tập. Nhưng mà giờ cái nội khớp của nó không ổn, em tập trời tập biển nó cũng không lên. Nhưng mà nếu như em không tập thì nó sẽ teo nhiều hơn, thì nó sẽ yếu đi. Sau khi em mổ xong nó sẽ tiếp tục nó teo tiếp, mà khi mà nó đã teo tiếp đồng nghĩa với cái việc là cơ nó sẽ yếu đi, mà cơ nó yếu đi đồng nghĩa với việc là hồi phục nó, cái dây chằng nó sẽ không được bảo vệ, khớp gối nó sẽ không được bảo vệ bởi những nhóm gân cơ đó, thì nó sẽ làm cho cái dây chằng luôn luôn nó sẽ bị quá tải và nó sẽ hồi phục chậm hơn. Em bây giờ em về anh hướng dẫn cho em tập gì cho nó nhanh gặp được à? Tập nó nhanh được gặp được vào thì vấn đề là của em như này, tất cả những nhóm gân cơ của em khổ cái là vấn đề là em bị áp lắp cái thuốc nam đây này, nó làm sơ cứng tất cả gân cơ này này đó, cho nên là nó rất là khó. Bây em muốn gặp được vào thì em phải song song với việc em đi trị liệu cho nó, và lý trị liệu để xung hồng ngoại siêu âm, đi sóng laser, massage xung quanh cái thứ cho nó lành được một phần, cũng giống như là nó sẽ mềm ra, em gặp được lại. Cái thứ hai nữa là em phải tập thì có cái bài tập 5 bài tập giúp cho cái khỏe khớp gối ấy, như anh chia sẻ ở trên ấy. Của em thì nó cả không phải là chỉ do cái gân cơ nó co cứng mà em không co được lại, sơ cứng, mà cả trong cái nội khớp này của em nó cũng đã bị co cứng rồi, cho nên mà tập nhiều nó vào, đạp xe đạp trước tất cả các thứ. Đạp xe với lại tập gập ở nhà em cũng cứ tập dây chun đấy. Đúng rồi, em tập dây chun, bây giờ em gấp đó làm gì đau nhiều thế rồi. Ok, nào rồi, ok rồi, đau ở chỗ nào? Đau ở đâu? Đau ở dưới gầm. Nó đau ở dưới gầm thế này đi. Hả? Cái này là vấn đề, nó là cái sụn của nó. Đó, nó sơ lại. Đấy, em phải tập. Em đạp xe và em bơi. Cái này nó sơ nhiều quá rồi. Cái này nó sơ nhiều quá, cái tai hại đắp thuốc nam thuốc lá. Đắp thuốc nam mà lại sơ thêm à? Đúng rồi. Đối với đắp thuốc nam thuốc lá và tiêm corticoid thì anh xếp nó cùng một loại với nhau. Đi mổ sớm đi, tại sao phải sang năm mới mổ? Tại sao? Chưa có tiền. Thế thì còn được. Chứ còn để cấn lớn công việc nọ việc kia thì, nhưng mà thực ra cái tiêu chí ấy là việc gì cũng đằng nào cũng phải làm, thì làm càng sớm càng tốt. Không ngổ thì nó hỏng, sau này em tốn nhiều tiền hơn. Em để càng lâu á thì cái trụ chêm nó càng hỏng nhiều đó, mà cái trụ chêm nó hỏng thì đồng nghĩa việc nó sẽ không cứu được. Nó hỏng bao lâu, nó hỏng bao mất bao nhiêu là nó hỏng bấy nhiêu đó, đấy là vấn đề. Cho nên là mình đi mổ sớm đi nhá, đừng để đến lúc mà nó hỏng nó rồi thì thực ra mà không có gì thay thế nó, đến lúc đấy là lúc ân hận không kịp đâu.